Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em trực tuyến cái bài 39 bài tiết nước tiểu. Thì ở tiết trước các em đã học về bài 38 cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Như vậy hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào? Các em nhắc lại, đó là các cơ quan nào đây? Đầu tiên đó là thận. Thứ hai đó là ống dẫn nước tiểu. Thứ ba là bóng bóng đáy. Thứ tư là ống ống đáy. Như vậy hệ bài tiết nước tiểu gồm có bốn cơ quan là thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đáy và ống đáy. Thì trong đó thận là cơ quan quan trọng nhất ở người. Thì thận gồm có hai quả, thì mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng. Như vậy cái đơn vị chức năng của thận nó như thế nào thì chúng ta vào phần tiếp theo. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm những phần chính nào? Đó là những phần chính nào đây? Đầu tiên đó là cầu thận. Thứ hai đó là nang cầu thận. Thứ ba nữa là ống thận. Như vậy mỗi đơn vị chức năng của thận gồm có 3 phần: cầu thận, nang cầu thận và ống ống thận. Ở tiết trước chúng ta học rồi, đó là phần trọng tâm của bài 38. Như vậy thì các em để biết được mỗi đơn vị chức năng của thận có vai trò lọc máu và hình thành ra đó là nước tiểu. Quá trình lọc máu hình thành nước tiểu được hình thành như thế nào thì các em sẽ tìm hiểu qua bài 30 bài 39 bài tiết nước nước tiểu. Ở phần này chúng ta tìm hiểu đầu tiên phần 1 la mã, đó là tạo thành nước tiểu. Trong cái phần 1 này cô có 3 cái câu hỏi, đó là sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào, chúng diễn ra ở đâu. Câu số 2, thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào. Câu thứ 3, nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào? Đây là cũng cái mục tiêu của phần 1 la mã. Các em đọc thông tin sách giáo khoa thì các em trả lời được cái câu hỏi thứ nhất. Thì ở đây cô sẽ chiếu lại cho mấy em về cái hình 39.1 nhé. Như vậy, để trả lời câu đầu tiên, sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Thì các em coi sự tạo thành nước tiểu nè, từ ban đầu cho tới tạo ra nước tiểu chính thức xảy ra mấy quá trình đây? Đó là 3 quá trình. Đó, quá trình lọc máu, quá trình hấp thụ lại và quá trình bài tiết tiếp. Thì cái quá trình lọc máu này nó sẽ xảy ra ở đâu? Ở cầu thận. Còn quá trình hấp thụ lại nó sẽ xảy ra ở ống thận. Rồi quá trình bài tiết tiếp nó cũng xảy ra ở đâu đây? Ở ống thận. Đây là xảy ra ở ống thận nha. Như vậy câu thứ nhất chúng ta đã trả lời được câu thứ nhất. Rồi, để trả lời cho câu thứ hai thì các em coi thông tin kết hợp với cái hình ở đây thì các em thấy nè, thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào. Các em nhìn vào đây thì đây là cái sơ đồ. Đầu tiên các em thấy đây nè, máu nó sẽ vào cái động mạch đến đến nơi đâu đây, đến cầu thận. Và ở đây là động mạch đi. Như vậy máu đến cầu thận, cầu thận có chức năng là gì đây? Là lọc máu. Như vậy nó sẽ lọc qua cái màng lọc này nè. Thì cái màng lọc này nó có vách mao mạch với các lỗ là cỡ khoảng là 30 đến 40 ăn trong. Thì sự chênh lệch áp suất ở đây sẽ tạo ra cái lực đẩy để đẩy các chất qua cái lỗ lọc. Như vậy các em ở học kỳ 1 chúng ta học rồi thành phần của máu. Ở đây cô chiếu lại cho các bạn coi nhé. Máu thì nó sẽ có đó là hai thành phần quan trọng, đó là huyết tương và các tế bào bào máu. Huyết tương chiếm 45%, thì trong huyết tương chứa rất là nhiều chất. Nào là nước nè, chất dinh dưỡng như lipid, vitamin, leucine, protein, vân vân. Các chất cần thiết khác như hormone, kháng thể. Rồi, muối khoáng, các chất thải từ tế bào như ure, axit uric, đó là trong thành phần của huyết tương. Và phần thứ hai của máu là các tế bào máu, thì tế bào máu chiếm 55%.
Trong đó thì chứa là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở học kỳ 1 mình đã học rồi. Như vậy quá trình lọc máu ở cầu thận đây nè. Thì máu này lọc để tạo ra nước tiểu, như vậy thì các em coi cái lỗ, cái đường kính mà cỡ khoảng là, cô xin lỗi, cái lỗ lọc này có cái đường kính khoảng 30 đến 40 ăng trong, đường kính này rất là nhỏ, cái lỗ lọc rất là nhỏ. Như vậy thì các em thấy nè, các em đọc thông tin mấy biết đó, protein và các tế bào máu này nó có kích thước lớn hơn cái lỗ lọc này, nên vì vậy nó được giữ lại ở trong trong máu, và những cái chất như protein và tế bào máu thì nó sẽ đi về cái động mạch đi này. Như vậy còn cái phần còn lại hình như đa số là huyết tương đó, nó sẽ qua cái lỗ lọc này, nó đến hình thành ra nước tiểu gì đây? Nước tiểu đầu. Như vậy các em trả lời được câu hỏi thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào? Các em hình dung ra cái điểm khác giữa nước tiểu đầu và máu hay chưa? Như vậy chúng ta nhìn nhận lại thì cái máu và nước tiểu đầu nó khác nhau ở một ở điểm đó là gì đây? Đây, chúng ta sẽ kẻ cái bảng ra để so sánh nước tiểu đầu và máu. Thì các em biết nước tiểu đầu nó có protein và huyết tương hay không? Cô xin lỗi, có protein và tế bào máu hay không? Không có. Nhưng ở máu thì có tế bào máu và protein. Như vậy các em so sánh được nha. Rồi các em quay lại cái hình chúng ta để trả lời câu tiếp, câu số 3. Rồi, cái câu số 3 của chúng ta là chúng ta sẽ trả lời câu 3 như thế nào, thì các em coi lại cái sơ đồ này nhé. Sự hình thành, khi hình thành nơ lọc máu nè, cầu thận lọc máu tạo ra nước tiểu đầu. Rồi nước tiểu đầu này nó sẽ qua một cái quá trình thứ hai là quá trình hấp thụ lại. Thì quá trình này hấp thụ lại cái gì đây? Các chất được hấp thụ lại đó là chất dinh dưỡng nè, nước, các ion cần thiết, nó sẽ hấp thụ lại, nó vào những cái mao mạch bao quanh cái ống thận này. Mao mạch ha, mao mạch máu đó bao quanh ống thận sẽ hấp thụ lại những chất này đó. Rồi tới cái quá trình tiếp theo nữa cũng xảy ra ở ống thận luôn, đó là quá trình bài tiết tiếp. Thì các chất ở các mao mạch bao quanh ống thận này, trong máu này nó có nồng độ các chất dư thừa đó nó cao, thì nó sẽ bài tiết tiếp qua qua cái ống thận này những chất thừa cặn bã đó, axit uric, creatin, các chất thuốc hay ông thừa. Thì các em biết các chất thuốc á, thường ở đôi lúc các em uống thuốc mà các sau đó mình đi tiểu, mình thấy cái màu của thuốc đó nó qua nước tiểu của mình, thì nó xảy ra ở giai đoạn thứ ba, qua quá trình thứ ba, đó là quá trình bài tiết tiếp. Lúc này để tạo ra nước tiểu gì đây? Nước tiểu chính thức. Vì vậy một chút chúng ta sẽ trả lời được giữa nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức nó khác nhau ở điểm nào, đó là câu hỏi thứ ba. Các em có thể hình dung ra cái điểm khác nữa chưa nào? Đây, ở đây cô sẽ kẻ ra cái bảng để mình so sánh nó dễ nha. Thì các em coi nè, nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức thì nồng độ các chất dinh dưỡng hòa tan ở nước tiểu đầu thì mấy em thấy làm sao đây? Nó lỏng là do lúc này là gì đây, lượng nước nó nhiều. Còn tới nước tiểu chính thức nè, nó đậm đặc hơn do lúc này là lượng nước đã được hấp thụ lại hết rồi. Đa số là sao, cô xin lỗi, là lượng nước hấp thụ lại bớt nên đậm đặc hơn. Rồi chất độc, chất cặn bã thì ở nước tiểu đầu nó như thế nào đây, nó có ít, còn nước tiểu chính thức thì nó có nhiều. Còn chất dinh dưỡng ở nước tiểu đầu thì có nhiều, nhưng đến nước tiểu chính thức thì chất dinh dưỡng gần như không có. Như vậy các em đã trả lời được ba câu hỏi như ban đầu cô đã yêu cầu các em trả lời. Câu hỏi đó cũng có trong sách giáo khoa nhé các em. Như vậy qua đây chúng ta sẽ có cái nội dung của cái phần 1 La Mã, đó là sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận. Phần này các em ghi bài vào cho cô nhé. Rồi thứ hai, sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình lọc máu xảy ra ở cầu thận tạo ra nước tiểu đầu. Quá trình thứ hai đó là quá trình hấp thụ lại những chất cần thiết xảy ra ở ống thận. Quá trình thứ ba là quá trình bài tiết tiếp chất thừa, chất thải cũng xảy ra ở đâu? Ở ống thận. Như vậy đây là sự hình thành nước tiểu, là tạo đó là tạo thành nước tiểu chính thức. Rồi, có một cái mục em có biết, ở đây mình tìm hiểu thêm để mình biết nhé.
hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu màng lọc bị tổn thương. Thì các em biết rồi, cái màng lọc bị tổn thương là ngay cái cầu thận nè. Nếu như cái màng lọc này bị tổn thương, mấy em biết là hồi nãy mình đã coi thông tin rồi đó. Cái màng lọc này là cái lỗ lọc, nó có kích thước cỡ khoảng là 30 đến 40 ăng trong. Nó có tác dụng là nó sẽ lọc lại những cái chất mà có đường kính lớn đó, nó sẽ giữ lại để đưa vào máu. Thì là protein nè, các tế bào máu nè, nó được giữ lại. Nếu như cái màng lọc này nó bị tổn thương rồi, theo các em hình dung thì protein và tế bào máu này nó sẽ như thế nào đây? Mấy em dự đoán coi nó có thể lọt qua lỗ lọc nó đi vào nước tiểu mình hay không nhé. Đây, câu của trả lời của cô. Thì thường những cái vi khuẩn á, thường làm các quả cầu bị thương tổn và trở nên dễ thấm hơn, làm cho protein và các tế bào máu nguyên dạng cũng vào nước tiểu, gây ra hiện tượng đó là tiểu đường, tiểu ra máu. Tuy nhiên cái bệnh tiểu đường hiện nay nè rất là nhiều, nhưng mà tiểu đường cũng có một số trường hợp là do những cái bệnh lý khác, nhưng mà bị tổn thương ở quãng cầu cũng là một nguyên nhân có thể gây ra bệnh tiểu đường. Như vậy các em thấy cái vi khuẩn này có thể làm tổn thương ảnh hưởng để tới cái bài sau chúng ta học đó, chúng ta coi cái những cái tác nhân mà nó gây hại đến hệ bài tiết nha. Rồi, chúng ta tìm hiểu xong phần 1, chúng ta tới phần thứ hai là thải nước tiểu. Đây là cái thông tin ở trong sách giáo khoa cô cung cấp lại cho các em thấy. Ở người bình thường có khoảng là 1.440 lít máu qua thận để lọc mỗi ngày, tạo thành là 170 lít nước tiểu đầu. Nhờ quá trình hấp thụ lại, sau đó khoảng là 1,5 lít nước tiểu chính thức được tạo thành. Rồi, như vậy các em thấy cái thông tin này mình nhớ là cái lượng máu mà qua thận lọc mỗi ngày lượng máu rất là lớn, nhưng mà nước tiểu chính thức nó chỉ còn nhiêu đây, 1,5 lít. Vậy nước tiểu chính thức được bài tiết ra ngoài cơ thể như thế nào đây? Các em xem. Như vậy từ hình này hồi nãy phần 1 mình đã thấy rồi đó, sự hình thành nước tiểu thì mình thấy thận, cầu thận có chức năng đó là lọc máu rồi hình thành ra tới ống thận, hình thành đó là nước tiểu chính thức đổ vào đây, đó là cái gì đây, là cái bệ thận. Sau đó thì nước tiểu này nó sẽ đổ xuống, đó là ống gì đây, ống dẫn nước tiểu. Như vậy các em nhìn hình ở bên đây nè, các em có thể nêu được, mô tả được đường đi của nước tiểu chính thức được hay không nè. Đó, như vậy đường đi nó như thế nào đây? Thì ở đây các em thấy nước tiểu chính thức sẽ đổ vào cái bể bể thận, rồi nó sẽ xuống vào đâu đây, xuống ống dẫn nước tiểu nè, nha, ống dẫn nước tiểu rồi vào tới bóng đáy rồi thải ra ngoài qua qua ống đáy. Như vậy các em có thể mô tả được cái đường đường đi nè, mô tả đường đi của nước tiểu chính thức được hay không nha. Đó, rồi. Tới đây các em sẽ ghi bài tiếp nha. Câu: sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào? Đó, đó là sự diễn ra của bài tiết nước tiểu. Các em ghi nội dung này vào: nước tiểu chính thức vào bể thận theo ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đáy, đến ống đáy thải ra ngoài. Rồi các em cho cô biết coi, các em sẽ hình dung coi thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì. Đó là thực chất là sự tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải chất cặn bã, chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể. Các em quay coi lại cái hình. Cô có một cái câu hỏi: vì sao sự tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục mà sự bài tiết nước tiểu lại gián đoạn? Hồi nãy như ban đầu cô chiếu cho các em cái thông tin đó. Vì sao sự tạo thành nước tiểu này ở đây diễn ra liên tục mà bài tiết nước tiểu lại gián đoạn? Thì các em biết mỗi ngày là thận chúng ta lọc bao nhiêu lít máu đây? 1.440 ml
1440 lít lít máu, nhưng sau đó thành cái nước tiểu chính thức. Cô xin lỗi, tạo thành nước tiểu đó là nước tiểu đầu là bao nhiêu lít đây? 170 lít, và tạo ra nước tiểu chính thức là 1,5 lít thôi. Ở đây thì quá trình lọc máu là nó xảy ra gì đây? Liên tục. Còn đến bóng đáy này sao mà nó bị gián đoạn lại? Thì các em coi là máu tuần hoàn liên tục qua cầu thận nên nước tiểu được hình thành liên tục. Còn nước tiểu được tích trữ ở bóng đáy khi lên tới là 200 ml, đủ áp lực gây cảm giác buồn đi tiểu dẫn đến bài tiết ra ngoài. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta trả lời được câu hỏi rồi nhé. Rồi, cô có câu hỏi. Tại sao ta có thể chủ động trong việc bài tiết nước tiểu ra ngoài? Như vậy, các em chủ động được bài tiết tiểu ra ngoài là do chỗ bóng đáy thông với ống đáy. Có hai cái cơ vòng bịt chặt cơ nằm ngoài là cơ vân hoạt động theo ý muốn. Cái cơ vân này nè là do cái phần của vỏ não nó điều khiển hoạt động của cơ vân. Nếu mà cái lượng nước tiểu trong bóng đáy này nè tích trữ khoảng là 200 ml thì nó vỏ não nó sẽ kích thích điều khiển làm cho cái cơ vân này nó mở ra. Ngoài ra còn có sự phối hợp của đó là cơ bóng đáy và cơ cơ bụng để hoạt động bài tiết theo ý ý muốn. Nếu là theo các em có nên nhịn tiểu trong thời gian dài được không? Vì sao? Là chúng ta không nên hen, không nên nhịn tiểu lâu vì các chất độc nhất là muối khoáng sẽ đọng lại ở bóng đáy tạo ra sỏi thận, các chứng viêm viêm cầu thận hay ở ống ống thận thì lúc này rất là nguy hiểm, là các em không nên nhịn tiểu. Nếu như trường hợp khi chúng ta học chúng ta mắc tiểu thì chúng ta đừng nên nhịn tiểu nhé, chúng ta phải hãy tranh thủ thời gian để mình đi tiểu để làm sao đây các em, đừng để nó tích tụ thành những cái viên viên sỏi thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Tới cái bài sau cô sẽ cho các em xem thêm về cái tác hại của những cái sỏi thận mà gây nên ảnh hưởng đến hệ bài bài tiết. Như vậy, nước tiểu được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ nào? Như hồi nãy cô đã giảng các em rồi đó, các em có nhớ không nè? Đó là nhờ hoạt động của cơ vòng ống đáy, cơ bóng đáy và cơ cơ bụng. Cơ vòng ống đáy hồi nãy mấy em nhớ cơ gì không? Cái cơ cơ vân và cơ bóng đáy và cơ bụng. Rồi, các em giải thích tại sao trẻ em hay có hiện tượng đái dầm. Đó. Thì là do vì trẻ em phản xạ thần kinh chưa phát triển nên cái vỏ não á, nó chưa điều khiển được cái hoạt động của cái cơ cơ vân ở cơ ống đáy đây nè, là cơ vân đó, nên vì vậy ở trẻ em có hiện tượng đó là đái đái dầm. Vì sao người già khó điều khiển phản xạ bài tiết nước tiểu? Là có hiện tượng là ở người lớn tuổi, người già đó họ hay là tiểu, gọi là tiểu xón á các em. Nên là tại vì sao vậy? Là do vì người già phản xạ co cơ vân yếu nên vì vậy cái cơ này nè, co cơ yếu nên vì vậy lượng nước tiểu nó gây ra gì đây? Tiểu tiểu xón. Rồi, các em cuối bài này chúng ta sẽ phần củng cố luyện tập nhé. Có một số câu trắc nghiệm cô cho các em làm. Câu số 1, trong nước tiểu đầu không có chứa A. huyết tương và các tế bào máu, B. huyết tương và protein, C. chất dinh dưỡng nước các ion cần thiết, D. tế bào máu và protein. Như vậy trong nước tiểu đầu không có chứa cái gì đây? Đó là tế bào máu và protein. Câu số 2, chất nào sau đây không có trong nước tiểu chính thức? Các em coi, nãy giờ cô dạy rồi đó, mình có thể hình dung trong đầu mình chọn đáp án nào đây? À, cô chúc mừng nếu ai chọn đáp án C, đó là ly lipid không có trong nước tiểu chính thức. Câu số 3, trong một ngày lượng máu được lọc qua cầu thận là khoảng bao nhiêu? Thì A 1800 lít, B 1440 lít, C 1200 lít, D là 1000 lít.
Như vậy các em hồi nãy không tin cô có đọc cho các em nghe rồi đó, nên dạy câu câu 3 em nào chọn đáp án B thì cô chúc mừng bạn đó, và nhớ lại nội dung nha. Câu số tơ 4, trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận. Câu 4 này các em dựa vào cái phần đó là một La Mã các em trả lời. Rồi các em coi một em có biết so sánh thận nhân tạo với thận bình thường ở người. Các em hay nghe một số trường hợp ở bệnh viện là có chạy thận nhân tạo. Như vậy thận nhân tạo thì các em thấy đây, thành phần để chạy thận nhân tạo. Như vậy so sánh nè, thận bình thường thì máu hấp thụ lại và bài tiết tiếp qua ống thận là chủ động, mang tính chọn lọc vì cần nhiều năng lượng. Hồi nãy phần đó nó có sử dụng năng lượng ATP. Nhưng mà thận thận nhân tạo thì nó như thế nào đây? Ở thận nhân tạo, cơ chế bị động do áp lực, đó là áp lực lọc. Đó là hai cái phần khác nhau giữa thận nhân tạo với thận bình thường. Tới tiết sau các em học bài và trả lời câu hỏi sách giáo khoa, đọc một em có biết và đọc tiếp bài 40. Làm bài tập và trả lời câu hỏi, tìm một số tác nhân gây hại hệ bài tiết, từ đó đề ra biện pháp bảo vệ hệ bài tiết. Các em coi trước bài 40, tiết sau cô giảng tiếp bài 40 cho các em nhé. Bây giờ các em nè, xem lại mình ghi đầy đủ cái thông tin bài học của bài 39 chưa? Các em ghi đầy đủ vào, các em học bài cho cô. Trong đợt mùa dịch bệnh này nên dạy các em tự học ở nhà giùm nhé. Và có gì không hiểu các em có thể xem video lại. Và tiết sau mình học tiếp bài 39.